Quang Quyền đang có mặt tại cầu kính Bạch Long của Mộc Châu, đạt kỷ lục Guinness của thế giới, cầu kính dài nhất thế giới với chiều dài 632 m. Giá vé thời điểm hiện tại vào cuối tuần sẽ là 650.000, vào đầu tuần sẽ là 550.000. Với người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người có hộ khẩu thường trú ở Sơn La, những trên chứng minh thư thì giá vé sẽ là 400.000. Đây là một điểm trải nghiệm đáng để đi cả nhà. Cầu rất là đẹp. Đến thời điểm hiện tại đi thì có thể nói rằng là xuất sắc luôn. Thời tiết đẹp này, cầu đẹp, ánh sáng thuận lợi này, tất cả các thứ đều rất là ưng. Đây cả nhà. Tổng thời gian tham quan thì có lẽ là phải trong ít nhất là 1 tiếng đấy, nếu mà mình vừa đi vừa chụp hình. Bên kia là cái đường trải nghiệm này, lát nữa sẽ đi bên đường vách núi bên đó. Đấy, đi thẳng xuống dưới kia, xe điện sẽ đón ở dưới. Xe điện sẽ đón ở dưới này cả nhà. Đó. Đây, những cái nhóm du khách đang đi khám phá cầu kính. Đây, cũng không quá đáng sợ nhưng mà phải công nhận là đẹp. Đó. Nó... phải công nhận là đẹp. Chậm thôi mọi người, còn mình có vẻ như hơi nhanh thì sao? Nhanh hết tiền. Rồi hết 400 rồi còn 200 đi nữa. Đây. Là có một cái hạn chế lớn nhất là từ cái điểm soát vé đầu tiên để di chuyển lên trên cái điểm soát vé sau cùng, cái vé để đi lên cầu kính ấy, thì mất một cái dốc đi qua hai hệ thống đường cầu thang và mất một cái dốc khoảng 100 m. Thì với các bác lớn tuổi thì có lẽ nó sẽ là một thử thách, bởi vì là những ngày trời bình tiết, thời tiết bình thường thì đỡ, chứ ngày thời tiết nắng là sẽ khá là vất vả cả nhà. Đấy, ở dưới đây nhìn phía dưới cả nhà nhá, cái dòng suối phía dưới rất là đẹp này. Đây này, đây toàn cảnh ở phía dưới đây, cả nhà nhìn rõ chưa? Đó, thì lát nữa xe điện sẽ đón được tại kia để đưa ra bãi xe. Rồi, em kết thúc video tại đây. Sau này sẽ là một cái tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp của Mộc Châu luôn cả nhà. Đó. Đang xây dựng các khu nghỉ, đang có cái hệ thống đường tàu kìa. Không biết là họ xây dựng với mục đích gì kìa. Đấy, nó là khu để đi được.